Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập 23, sau khi Phương Lâm lấy mạng tên trưởng môn của Đấu Tà Phái, anh ấy đã để cho Thượng Quan Mạc lên thay. Tiếp theo, sau đám người kia xong xuôi, Phương Lâm cũng liền dẫn theo Lý Mộ Uyển phóng người nhanh khỏi nơi này. Lướt nhanh thân hình về phía xa, nắm tay Phương Lâm, Lý Mộ Uyển giờ đây đã có thể nở một nụ cười vui vẻ. Cảm nhận được nữ nhân kia tâm trạng tốt hơn trước, Phương Lâm nhẹ nhàng nói, đợi ta bế quan xong, sẽ đưa cô trở về. Bây giờ cô có thể hoạt động do rồi. Nghe vậy, Lý Mộ Uyển cũng dịu dàng nói lời cảm ơn với nam nhân kia. Sau đó, hai người cứ thế cùng nhau tiến vào sâu bên trong. Đi tới đỉnh núi, Phương Lâm để Lý Mộ Uyển ở đó. Còn mình, anh liền đến một gian mật thất để tu luyện. Nhìn Phương Lâm rời xa, Lý Mộ Uyển thầm nghĩ. Nam nhân kia đã cứu mình rất nhiều lần, bởi vậy nàng sẽ trả ơn anh ấy bằng một điều nhỏ. Suy nghĩ vừa dứt, Lý Mộ Uyển bàn tay khẽ vung lên, thân hình nàng uyển chuyển, sau đó tạo ra một cái trận pháp chiếu vào con rồng quấn quanh núi kia. Nhất thời, khi Lý Mộ Uyển bàn tay vung lên, con rồng kia cũng liền xuất hiện những vệt sáng, từng chiếc váy cũng ánh lên một màu vàng rực. Cứ thế, nàng muốn làm một điều gì đó cho nam nhân kia. Xong xuôi, nàng tiến vào một cái huyệt động và bắt đầu luyện thuốc. Thời gian qua đi, bên trong cái động nơi nàng luyện thuốc, nơi đây đã trở nên thơ mộng hơn rất nhiều, từng cánh hoa đào nhẹ nhàng tung bay. Cũng trong lúc đó, ở tại một gian mật thất, Phương Lâm lúc này cũng đã tu luyện được một đoạn thời gian dài. Bất chợt, ở bên trong não hải của anh ấy, hình ảnh của cha mẹ đột nhiên xuất hiện. Giờ khắc này đây, nhìn họ, Phương Lâm đau đớn. Cuối cùng, nhìn linh hồn hai người đang lơ lửng, Phương Lâm thanh âm vang lên nói. Phụ thân, mẫu thân, hai người yên tâm, thiết trụ nhất định sẽ dẫn về cho hai người một người vợ thật tốt. Dứt lời, anh ấy liền quỳ xuống phía trước linh hồn cha mẹ mình và dập đầu mấy cái. Xong xuôi, anh ấy lẳng lặng đi về phía thân ảnh của Tư Đồ Nam, thanh âm vang lên nói. Tư Đồ Nam, người yên tâm, bây giờ ta đã kết đan, sau khi đạt tới Nguyên Anh, Hóa Thần, đến một ngày nào đó, ta sẽ đạt tới Anh Bính Kỳ. Lúc ấy, ta nhất định sẽ đưa người ra khỏi đây. Nói xong, Vương Lâm đứng thẳng người, phái Nguyên Anh của Vương Lâm một cái thật sâu. Sau đó, thân thể của hắn biến mất khỏi chỗ đó. Trở ra bên ngoài, Phương Lâm cũng liền lấy ra vô số túi chữ vật mà mình lấy được. Anh ấy xem qua một lượt, vô tình có một bức tranh làm anh ấy hứng thú. Ngay lập tức, Phương Lâm cũng liền lấy nó ra, xem qua một lượt, anh ấy liền mang pháp bảo cất đi. Cuối cùng, anh ấy lấy ra một thanh phi kiếm. Sau đó, rót vào đó một đạo thần thức, Phương Lâm cũng liền tế luyện nó. Bất chợt, trong lúc tế luyện, Phương Lâm như nhớ ra vài chuyện. Suy nghĩ một hồi, Phương Lâm cũng liền để ma đầu trở ra. Rất nhanh, anh ấy nhìn tên kia, thanh âm vang lên nói, tu vi của ngươi đã khôi phục đến mức độ nào rồi? Vừa đủ tới trúc cơ hậu kỳ, nếu không phải kiếm linh cứ tranh đoạt với ta thì chắc chắn có thể khôi phục tới kết đan kỳ. Thế nhưng, Phương Lâm nghe vậy chỉ lạnh lùng, ánh mắt trở nên dữ tợn. Thấy thế, tên kia sợ hãi, nó cũng liền nói ra tất cả. Tuy nhiên, vẫn giống như khi trước, trong nội tâm của nó vẫn luôn đấu tranh xem có nên phản kháng hay không, mặc dù vậy, nó vẫn từ bỏ. Cuối cùng, nó đành khai ra toàn bộ mọi thứ và nói cho Vương Lâm nghe. Còn Vương Lâm nhìn nó, ách lùng quát. Thôn phệ bao nhiêu hồn phách thì nhả ra đây cho ta. Nghe vậy, ma đầu không dám phản kháng, nó liền nhả ra toàn bộ cho Vương Lâm. Cuối cùng, dọa ma đầu một cái khiến nó khiếp sợ, Vương Lâm cũng liền trở ra bên ngoài. Từ trên không trung, thân ảnh Vương Lâm rơi xuống mặt đất. Ngay lập tức, nó liền khiến nơi đây như chấn động. Phía sau Vương Lâm, thấy trưởng giáo xuất hiện, đám người phía sau cung kính nói. Cung anh trưởng giáo. Nhất thời, khi thanh âm kia chấm dứt, một tràng cảnh uy nghiêm tràn đầy khí phách của Vương Lâm liền hiện ra. Mang theo ánh mắt nghiêm nghị, Vương Lâm lạnh lùng nhìn về phía trước. Tiếp theo đây, cái tên Đỏng Hoàng Nguyên sẽ là mục tiêu của anh ấy. Dặn dò đám người kia một lượt, Vương Lâm liền phóng người đi tới nơi ở của Lý Mộ Uyển. Rất nhanh, hai người đã gặp lại nhau. Nhìn nữ nhân kia, thanh âm Vương Lâm vang lên nói, đi thôi, ta đưa cô về nhà. Nghe thế, ngón tay Lý Mộ Uyển chợt run lên, ngẩng đầu nhìn thật sâu vào hai mắt của Vương Lâm. Một lúc sau, nàng nhỏ giọng nói, huynh thực sự muốn đưa ta về sao? Phương Lâm né tránh ánh mắt của Lý Mộ Uyển, gật đầu. Lý Mộ Uyển mỉm cười, chỉ có điều nụ cười của nàng lại có một chút bất đắc dĩ. Nàng đứng dậy, sửa sang lại quần áo rồi nói, cho ta 3 ngày có được không? Phương Lâm liếc nhìn nàng một cái, tung người lên trên thân cự long, rồi khoanh chân ngồi xuống chờ Lý Mộ Uyển làm xong mọi việc. Cuối cùng xong xuôi, anh ấy liền cùng nàng rời đi khỏi nơi này trở về sư môn của mình. Tiếp theo đây, chuyện diễn ra, xem tiếp diễn biến của tập 24 tại Review 5 Phút các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.